Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món sữa chua. Đó là mình sẽ làm sữa chua lá dứa. Ở đây để thực hiện món sữa chua lá dứa thì đầu tiên là mình cần có đó là sữa đặc. Ở đây mình chuẩn bị đó là 450ml sữa đặc, 2 lốc sữa chua Vinamilk. Cái sữa đặc này thì các bạn có thể mua một cái lon sữa, một cái lon đó hình như là 380 là một lon đó cũng được rồi nhé. Và 2 bịch sữa tươi. Ở cái bịch sữa tươi này thì mình dùng sữa tươi không đường cũng được, mà sữa tươi có đường cũng được. Và lát nữa thì mình sẽ dùng thêm một chén nước nước sôi, là khoảng tầm một cái sữa đặc này của mình, nước của mình nó sẽ gấp rưỡi cái phần sữa đặc mà mình dùng nhé. Và đây là lá dứa mình đã rửa sạch và mình cắt nhỏ. Mình sẽ bỏ vào một chút xíu nước và mình xay lấy nước. Và hôm nay thì mình làm sữa chua lá dứa này mình sẽ ủ bằng nồi cơm điện nhé. Và bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện. Đầu tiên thì cái lá dứa này mình sẽ mang đi xay, mình xay mình lọc lấy cái nước của nó nhé. Sau đó thì mình sẽ lọc cái phần nước và lá dứa này xay qua một cái rây nhé. Đây, mình sẽ cho cái phần sữa đặc vào. Đong cái phần nước lá dứa. Đây. Gấp rưỡi cái phần sữa đặc. Đây, mình xay như vậy là vừa rồi. Mình hòa cho cái sữa của mình nó tan với cái lá dứa nhé. Và tiếp theo đó là mình sẽ cho cái phần sữa tươi của mình vào luôn. Nếu mà muốn màu đặc thì các bạn có thể xay nhiều lá dứa một chút. Đây, cái màu sữa của mình nó ra như vậy. Có màu lá dứa. Rồi, bây giờ mình sẽ mang đi đun cho cái sữa của mình sôi lên nhé. Sôi sủi tăm là được rồi, không cần sôi lớn. Đun cho cái sữa của mình nó mình chỉ đun lửa nhỏ thôi, cho nó sôi sủi tăm lên là được. Trong quá trình đun thì các bạn nhớ là mình khuấy cho cái sữa của mình nó tan đều nhé, để cho nó không bị khét ở dưới ấy. Sữa của mình gần sôi rồi. Mình cho cái sữa của mình nó bắt đầu nó sôi sủi tăm lên, nó sôi lên một chút xíu nữa là mình tắt bếp là được. Mình không cần phải đun cái sữa này sôi quá lâu vì là nó có sữa tươi á. Nếu mà mình đun lâu thì nó sẽ mất chất. Đây nó sôi, bạn thấy không?
Ở đây mình nó đang sôi sủi tăm là mình sẽ tắt bếp lên luôn nhé. Mình tắt bếp lên luôn và để cho cái sữa của mình nguội. Lát nữa thì mình sẽ cho rau ua vào. Cái lá dứa này thì khi mà mình bỏ vào sữa thì nó có cái mùi lá dứa rất là thơm. Các bạn đừng có lo là lúc mà mình xay cái nước lá dứa ra thì cái mùi nó hăng. Khi mà cho vào sữa thì nó sẽ loãng ra và nó mình nấu đun lên như thế này là thì nó chỉ còn cái mùi lá dứa thơm thôi chứ nó không có hề bị hăng gì hết. Sữa của mình nó cũng đỡ bị gây. Mình ăn cái vị sữa chua rất là dễ chịu, thơm nhẹ của mùi lá dứa. Mình sẽ để ra ngoài để cho cái sữa của mình nó nguội và mình cho rau ua vào nhé. Hai hũ rau ua cái là vừa nha các bạn. Trong khi mà mình đợi cái sữa của mình nguội á, mình sẽ trả lời một số câu hỏi của một số bạn thắc mắc ở những cái video mà mình đã làm về hướng dẫn về làm sữa chua. Một số bạn nói là các bạn làm nhưng mà bị sữa chua bị tách nước. Thì theo mình nếu mà bị tách nước thì có thể là có do hai nguyên nhân. Một là do các bạn pha cái tỷ lệ không đúng. Ở cái làm sữa chua này thì cái điều đầu tiên đó là cái tỷ lệ sữa của mình làm sữa đặc, sữa tươi và mình pha thêm một chút xíu nước thì cái tỷ lệ nó phải đúng hoặc là cũng phải gần đúng. Chứ nếu mà các bạn pha mình dùng cái quá nhiều nước, mình pha tỷ lệ không đúng thì nó cũng sẽ bị tách nước. Và cái thứ hai để làm tách nước nữa đó là mình ủ không đúng. Một số bạn mình thấy là các bạn nói là các bạn cũng ủ như vậy nhưng mà cái sữa của các bạn nó không lên men được, nó không được chua hoặc là nó hay bị nhớt. Mình thì mình ủ thì chưa bao giờ mà nó bị nhớt cả, nên là mình cũng không biết là các bạn làm nó bị nhớt là do một là do nhiều lúc là mình làm cái những cái đồ dụng cụ mà mình ủ nó không sạch sẽ, hoặc là cái sữa của mình nó cái sữa của mình lúc mà mình đun nó chưa được kỹ. Còn nếu mà cái sữa mà mình muốn cho nó sánh mịn, cái sữa của mình được mịn, nó không bị lợn cợn á, thì ở trong cái quá trình mà mình chờ cái mình đun sữa xong, mình chờ cái sữa của mình nó nguội á, thì các bạn quấy đều, mình cứ quấy đều vậy thì mình càng quấy đều cái sữa của mình nó hòa quyện với nhau càng nó tốt, thì đến lúc mà mình ủ thì cái sữa của mình nó sẽ không bị lợn cợn. Nếu mà bạn nào mà kỹ hơn nữa thì mình quấy xong mình có thể dùng cái dây mình dây qua một lượt nữa. Đây mình thử xem cái sữa của mình được chưa nhé. Rồi cái sữa của mình nó còn ấm ấm khoảng 40 độ, nó không cần nguội hẳn mà nó còn ấm ấm một chút xíu. Thì bây giờ mình sẽ cho cái sữa chua cái của mình vào nhé. Ở đây thì mình sử dụng sữa chua Vinamilk. Các bạn có thể sử dụng cái sữa chua nào mà mình ăn là được. Mình sẽ cho cái sữa chua của mình vào. Sau khi mà sữa chua của mình đã quấy đều rồi thì mình sẽ cho vào cái nồi cơm điện để mình ủ nhé. Mình sẽ hớt cái bọt này đi.
cơm nhà mình nó có cái chế độ mà để làm ra ua. Thì bây giờ mình sẽ bật chế độ để làm ra ua. Đây, nó hiện lên cái chữ là làm ra ua này, 6 tiếng này. Thì mình cứ để vậy 6 tiếng hoặc hơn 6 tiếng mình lấy ra là được thôi. Còn đối với các bạn nào mà mình không có cái nồi nó không có chế độ làm ra ua thì các bạn có thể bật cái chế độ hâm cơm á, mình cũng có thể làm được, nhưng mà nếu mà ở chế độ đó thì chỉ khoảng 4 tiếng là ra ua của mình đã được rồi. Đây là sữa chua mà mình đã ủ được 6 tiếng đây. Mình thì rất là sáng luôn. Nếu mà các bạn muốn đặc hơn thì mình có thể cho bớt cái nước lại nhé, và mình chỉ cho một sữa đặc, tỷ lệ sữa và nước, sữa đặc và nước là 1:1 nhé. Còn muốn loãng như mình thì cho 1:5 nhé. Lợn cợn hay là nó bị tách nước nhé, rất là thơm, mùi sữa chua lá dứa thơm, nó thơm dịu nhẹ, rất là dễ chịu luôn. Bây giờ thì mình sẽ múc ra vào những cái hũ nhỏ như thế này. Đây, những cái hũ sữa chua mình ăn mình để lại để mình bỏ cái sữa này nhé. Đây, các bạn cũng có thể mua những cái hũ thủy tinh như thế này cũng được. Và đây là những ly sữa chua lá dứa mà mình vừa hoàn thành. Vị sữa chua thì thơm và thơm mùi lá dứa rất là dịu nhẹ và dễ ăn. Mình tin rằng với cái món sữa chua lá dứa này thì cả nhà ai cũng thích. Cái mùi thơm của lá dứa mà nó rất là dễ chịu luôn. Mình thường xuyên làm cái này, nó cũng rất là đơn giản, làm như làm sữa chua bình thường nhưng mà nó có cái hương vị rất là đặc trưng. Hy vọng là với món sữa chua lá dứa này thì các bạn có thể làm cho cả nhà cùng thưởng thức nhé. Video thực hiện món sữa chua lá dứa của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.